Ui ui, từ từ bạn ơi. Trời vô gì ghê vậy? Ok, hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Gà đây. Hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Power Ranger Legacy War, siêu nhân đại chiến á. Thì trong cái game này nè các bạn, khi các bạn đánh người chơi khác, các bạn mà lên được hạng á, như ở đây là mình đang là số điểm góc bên trái của mình đang là 935 nè. Đó, thì mình đang dừng lại ở mốc thứ hai. Đây, mốc thứ hai là 400 điểm trở lên là được mốc thứ hai, là khi các bạn đánh người chơi khác á, các bạn mở những hộp quà thì có cơ hội nhận được những mảnh ghép của những con siêu nhân này. Siêu nhân với lại quái vật luôn nha. Rồi nói chung là chiến binh đó. Và khi các bạn đạt được mốc 1000 thì bạn được lên cái clip 3 nè. Thì sẽ đỡ mở được những cái con siêu nhân mới. Mình 935 điểm rồi. Để coi hôm nay mình có mở được, mình có ráng lên được 1000 điểm không để mình qua cái clip mới. Ok, mở đi luôn. Ôi, chúng ta như là mở được cái con này rồi nè. Vào thử xem ha. Đây là một con hỗ trợ. Như là một con quái samurai ha. Ý không, con này là con quỷ. Quỷ xe tăng thì phải. Mình upgrade nó lên nè. Ok, thì mình sẽ cho nó vào training để mình coi cái skill hỗ trợ nó là gì ha. Thay cho skill đỏ đi. Rồi, mình vào training thử coi ha. Nếu thấy nó mạnh thì mình đem ra mình chiến đấu luôn. Đó là cái con trên hình nè. Đó là bên quái vật rồi. Ok, siêu nhân đen. Cho mày chấp anh nè. Mày đánh nó đi, đánh tôi đi. Đỡ. Ok. Chó mày chấp anh nè. Đá. Siêu nhân vàng. Đúng rồi. Ủi. Trong phim siêu nhân đỏ này là như là cầu thủ bó bầu dục đó các bạn. Nên mấy cái chiêu nó toàn liên quan tới bó bầu dục mà. Như ủi nè, rồi xong ném banh nè, các kiểu đó. Thật ra cái phim này mình cũng chưa coi nữa, cái phim 2017 này nè, siêu nhân này nè. Không thấy thằng kia xuất hiện luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi chiến đấu với người chơi khác ha, để mình ráng lên được 1000 coi, có được không? Mình nếu mình đánh với máy á, thì nó rất là dễ, còn mình đánh với người chơi khác á, thì nó hơi khó. Tại vì người chơi khác nó đánh trực tuyến với mình mà. Siêu nhân xanh, siêu nhân đỏ. What the fuck á. Ây da. Rồi, xong rồi. Mày, cho mày chấp anh nè. Cho mày chấp anh nè. Bắn đi, đụng rồi. Đá nè. Hử. Chó mày chấp anh nè. Rồi không có khiên đỡ rồi, hy sinh rồi. Đỡ. Rồi xong. Xong. Đá. Ui. Ok, có khiên đỡ rồi. Đúng rồi. Đá tiếp. Hè. Chó mày chấp anh nè. Đi lại đây. Ôi da. Ui, xong rồi.
Bùm. Chết. Yeah. Siêu nhưng khủng long hả mày. We win. Chín rồi. Có thể một trận nữa là chúng ta sẽ lên được cái mức 1000. Nhưng mà cái này nếu các bạn đánh thua thì các bạn sẽ bị tụt hạng nha. Cái mức này nó sẽ bị tụt xuống. Nên lên xuống cũng thất thường lắm á, chứ không phải là nó lên luôn đâu. Siêu nhân đen. Ủa, hai con siêu nhân đen. Rồi, xỉn rồi. Holy shit. Ây da. Chạy nè. Bùm. Rồi trúng hả? Cho mày ăn banh. Ây, chết. Rồi. Mình miết một cái khiên rồi. Ôi, lùi ra. Ây da. Cho mày ăn banh. Ây da, rồi, xong rồi, thua rồi. Xong rồi, xỉn rồi. Mày, hỗ trợ cái coi. Đập nó, đúng rồi. Lùi ra. Ôi. Ném rồi xong. Đánh luôn, đúng rồi. Rồi, hy sinh luôn. Cái đó mình làm sớm quá, cái khiên mình mở lên sớm á, cái đó phải mở chậm một tí. Thua rồi. Nè, cái hạng mình bị trừ 14 nè. Thua thì không có được mấy cái hộp quà này. Tức thiệt. Ồ, hai xiên đỏ đối đầu với nhau. Ui ui, từ từ bạn ơi. Trời vô gì ghê vậy. Chạy. Ây da. Trời ơi, chạy đâu vậy. Ủi. Ê, sai. Hên, quá hên. Đấy, ok, con này có cái khiên. Hay vậy. Ủa, cái con này mạnh nha. Cái con này có cái khiên hỗ trợ á. Đánh đầu thế. Rồi, xong rồi. Ăn bánh. Rồi xong rồi nè. Tan. Được một cái hộp quà màu đỏ. Mà hộp quà này mở rất là lâu luôn. Mở 8 tiếng mà muốn mở liền là phải mất 48 cái kim cương. Đây. Pha lê chứ. Mình sẽ coi lại cái con quái vật hồi nãy coi. Wow, đây nè, nó có một cái chiêu axit là một cái khiên nè.
là như con đó xuất hiện là nó không có bị phản đam, nó tự bật cái khiên đó, nó hỗ trợ luôn. Chắc vậy á, để mình lát mình thử một trận coi. Thì các bạn gia nhập vào cái alien, vào những cái group á, thì cái LAN á, thì nó sẽ có những cái request này nè. Các bạn có thể yêu cầu người khác cho bạn những cái mảnh ghép mà bạn thiếu. Đó, như mình yêu cầu nè. Nào. Ok, một trận nữa. Siêu nhân đỏ và siêu nhân đỏ, hồi có nó 1000 luôn, đúng 1000 luôn mới ghê chứ. Bậy nha, né ra, không đi, bắn đi, đúng rồi, đá, hay lắm, múc luôn nè, đuổi ra thôi, rồi xong rồi, trúng đòn rồi, đuổi ra. Ăn với banh. Ê, hiệp mày. Bùm. Đúng rồi, đó đi. Hay đấy. Good job man. Tới luôn nè. Này, cho mày ăn bánh. Ui. Con quái vật này mạnh nha. Cho mày một cái nữa. Đánh đi. Không, đánh là ăn bánh, trời ơi. Rồi, xong nè. Ê. Rồi, cái bánh nó nguy hiểm quá. Xong. Ok, chúng ta đã chiến thắng rồi. Đó, và mình đã lên được mức 1000 và mình đã mở được một cái list mới nữa các bạn. Yeah. Thì mình đã coi đây, nó có nói là những cái nhân vật này nếu mình đánh tiếp tục người chơi khác thì mình sẽ mở được những cái mảnh ghép này đó. Mảnh ghép thì màu trắng tới màu tím nè, cái viền tím nè, viền xanh ha, viền tím, viền cam sẽ mạnh hơn. Đó, xếp thứ tự. Và mình sẽ có những cái mod box này nữa. Mới, mod box mới thì sẽ mở được những nhân vật mới. Thì thằng này mở cũng hên xui thôi. Game nào cũng phải nạp tiền vô thì mới mở được. Nhận thưởng. Ok, thì mình sẽ dừng video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like cũng như nhấn đăng ký để theo dõi nhiều video hơn của mình nha. Mình sẽ ra nhiều video mới sớm thôi. Xin chào.